Xin trân trọng kính chào các bạn đã đến với kênh video online AST truyền thông tổng hợp thuốc và sức khỏe. Kênh chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến với các bạn hàng ngày. Mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi. Chân thành cảm ơn các bạn. Năm thói quen hủy hoại phong độ đàn ông. Theo Hertzsteiner, tính hời hợt của đàn ông khiến họ duy trì rất nhiều thói quen xấu, trong đó chủ yếu là chế độ ăn uống không khoa học, chẳng hạn như không thích uống nước, thích uống rượu bia, hút thuốc, lười ăn trái cây và rau quả. Các chuyên gia khuyến cáo cánh mày râu đừng coi thường những thói quen ăn uống xấu này vì nó sẽ bào mòn sức khỏe. Không thích uống nước. Hầu hết, đàn ông không quan tâm đến việc uống nhiều nước vì nghĩ điều đó không quan trọng. Các chuyên gia cảnh báo uống không đủ nước sẽ gây ra tổn thương lớn cho cơ thể. Các chất thải sau khi trao đổi chất chủ yếu do gan và thận xử lý, mỗi phút sẽ có từ 1 đến 2 lít máu đi qua thận. Do đó, lượng chất thải thận nhận được nhiều hơn bất kỳ bộ phận nào khác. Uống nhiều nước và đều đặn có thể giúp pha loãng nước tiểu, nhờ đó nước tiểu được thải ra nhanh chóng, giúp phòng ngừa sỏi và bảo vệ thận. Không tập thể dục. Đa phần đàn ông không tập thể dục rất dễ gây cảm thấy mệt mỏi, thậm chí phát triển não, căng thẳng thần kinh. Họ thường trở nên khó chịu và dễ bị bệnh. Đi bộ là môn thể thao tốt nhất đối với đàn ông. Mỗi ngày nên đi bộ ngoài trời trong 30 phút. Ở nhà bạn cũng có thể thực hiện một số bài tập thể dục, chẳng hạn như chống đẩy, chạy tại chỗ, mục đích để luyện cơ ngực và cơ bụng. Tất nhiên, cách tập thể dục khác nhau tùy người. Trẻ em có thể tập chạy ở ngoài trời nhiều hơn, trong khi người cao tuổi nên chú ý tránh ra ngoài trời khi thời tiết xấu và những nơi đông đúc. Bình thường nên năng động đến công viên hoặc khu tập ngoại ô nơi có môi trường xanh để đi bộ sẽ giúp tránh bị hở đường huyết, đồng thời trấn tĩnh tâm thần. Thường dùng các loại đồ uống khác thay thế nước lọc. Hầu hết đàn ông không thích uống nước lọc nhạt nhẽo mà rất chuộng uống nước giải khát, đồ ngọt, đồ uống có ga hoặc cà phê. Theo khuyến cáo, các loại đồ uống có chứa caffeine thường dẫn đến tăng huyết áp, là một trong những yếu tố quan trọng gây tổn thương thận. Do vậy, các chuyên gia khuyên hãy tránh nước ngọt có ga, thay vào đó nên uống 8 ly nước lọc mỗi ngày để hỗ trợ quá trình thải độc cơ thể. Hút thuốc và uống rượu. Đàn ông có nhiều dịp uống rượu, hút thuốc do nhu cầu công việc và quên đi tác hại đối với sức khỏe. 90% thanh thiếu niên cho biết họ không có nhận thức cơ bản về sức khỏe. Theo khuyến cáo, một người nam nặng 65kg mỗi ngày uống từ 1 đến 2 ly rượu trắng 65 độ thì nằm trong mức an toàn, uống nhiều hơn sẽ tác hại đến sức khỏe. Nếu uống sữa sau khi uống rượu sẽ giúp làm giảm tốc độ hấp thu cồn vào cơ thể, đồ uống có ga sẽ tăng tốc độ hấp thu rượu. Do đó không nên uống rượu pha với đồ uống có ga. Ăn quá nhiều thịt. Hiệp hội Lương thực Mỹ khuyến cáo lượng protein cần hấp thu hàng ngày cho mỗi kg trọng lượng cơ thể là 0,8g, nghĩa là một người nặng 50kg mỗi ngày chỉ được hấp thu 40g protein. Như vậy, mỗi ngày không được ăn quá 300g thịt để tránh gây tổn thương cho thận. Nếu trong nước tiểu có quá nhiều protein, sau một thời gian dài sẽ gây tổn thương thận. Lượng thực phẩm từ thịt và chế phẩm từ đậu nành ăn vào mỗi ngày đêm giới hạn trong khoảng bằng tay với độ dài 0,5cm. Nếu bị viêm thận mãn tính thì phải giảm lượng protein xuống thấp hơn. Cảm ơn các bạn đã xem trên kênh video AST truyền thông tổng hợp. Mời các bạn đăng ký để cập nhật thông tin mới nhất và chia sẻ. Chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong những video sau.